Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Tiến và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Ai cũng biết rằng để có thể lộ được cơ bụng thì chúng ta cần phải làm hai việc. Đó là giảm body fat của mình xuống. Thứ hai đó là các bạn cần phải tập cho cơ bụng dày lên thì lúc đó cơ bụng của bạn sẽ lộ ra. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm hai điều này trong cùng một buổi tập hay không? Câu trả lời ở đây là có. Hãy theo dõi buổi tập ngày hôm nay của mình nhé. Để bắt đầu buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần warm up, làm nóng cơ thể. Mục đích chính là để cho cơ thể làm quen với chuyển động cũng như là làm nóng các nhóm cơ. Ở đây mình có chọn ra 3 bài tập để khởi động. Đây là 3 bài tập rất hiệu quả để khởi động cho nhóm cơ bụng cũng như là phần thắt lưng, cơ liên sườn. Buổi tập ngày hôm nay là một buổi tập rất đặc biệt khi mình kết hợp giữa những bài tập bụng kháng lực giúp phát triển cơ, làm dày múi bụng. Ngoài ra là những bài tập cardio thúc đẩy nhịp tim giúp các bạn giảm mỡ tốt hơn. Vậy là chúng ta có thể làm hai việc trong cùng một lúc rồi. Quen thuộc với rất nhiều người rồi. Chỉ có một lưu ý là chúng ta sẽ không lấy đà quá nhiều. Ngay sau động tác đầu tiên, chúng ta sẽ chuyển sang động tác thứ hai, đó là jump plank. Làm liên tục trong vòng 30 giây nhé. Lưu ý động tác này để có thể vào bụng và gồng bụng tốt hơn, chúng ta sẽ để mông thấp xuống dưới ngang bằng với vai và bật liên tục như vậy, siết chặt cơ bụng. Xong 30 giây, động tác thứ 3 sẽ là in and out. Chúng ta sẽ làm 20 lần liên tục, cố gắng là nghỉ càng ngắn càng tốt. Như vậy thì cái lượng mỡ bạn đốt sẽ nhiều hơn. Ta có elbow to knee, tức là thúc cùi trỏ với sát đầu gối. Chúng ta đã làm liên tục như vậy trong vòng 25 đến 30 giây. Tiếp theo sẽ là mountain climber. Chúng ta sẽ duỗi thẳng cánh tay, duỗi thẳng chân và để mông thấp ngang bằng vai, sau đó thúc đầu gối lên, siết chặt bụng. Cùng thì cũng xong 30 giây. Động tác tiếp theo sẽ tập cho phần cơ liên sườn, đó là side plank. Ở động tác này chúng ta sẽ giữ 20 giây, sau đó đẩy 5 nhịp. Tay để vuông góc với thân người, chân duỗi thẳng. Chúng ta hãy cố gắng giữ 20 giây. Đây là một động tác rất tuyệt vời để tập cho phần cơ liên sườn.
Ngay sau khi hết 20 giây, chúng ta sẽ đẩy 5 nhịp. Hạ mông của mình chạm đất, sau đó đẩy lại vị trí ban đầu. Sẽ rất là mỏi đấy. Sau đó chúng ta sẽ đổi bên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 2 ni. Chúng ta sẽ làm liên tục bài này trong vòng 30 giây. Cố gắng siết chặt bụng trong xuyên suốt chuyển động này nhé. Thúc đầu gối càng cao càng tốt. Đây là một bài tập nếu bạn thúc đầu gối cao, nó sẽ giúp cho bạn tập trong cơ bụng dưới vô cùng hiệu quả. Và động tác cuối cùng đó là bobby, chúng ta sẽ làm 12 lần. Nếu các bạn đã xem đến đây và tập hết buổi tập thì nhớ comment bên dưới cho mình biết cảm nhận của bạn nhé. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ cho mình một nút subscribe ngay bên dưới video nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.